chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm thử DIY fabric softener. Những ingredient này mình có thể mua tại Walmart ha, rất là rẻ. Mình sẽ add 4 cup ập nước thường mà nấu cho nó hơi sôi lên xíu, rồi 2 muỗng canh borax, rồi 4 cup hair conditioner là dầu xả của tóc á. Mọi thứ mình pour into cái nồi bự đó rồi mình quậy đều nhẹ lên chút xíu cho nó tan xíu thôi, không cần tan nhiều quá. Rồi sau đó bắt cái nồi lên bếp, mở lửa medium cho nó tan khoảng chừng 5 phút thôi. Xong mình nhắc nó xuống, mình đợi cho nó nguội 10 phút. Rồi mình lấy một cái bình không nào đó, đó mình đổ nó vô ha. Cái bình này hồi trước mình xài hết, mình để dành lại. Đó, mình fill cho đầy hết. Đó, bây giờ mình được một bình rồi nè. Cảm ơn các bạn đã coi nha.